Xin chào mọi người, mình là Kế Anh đây. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kế Anh MMO của mình nhé. Hôm nay thì Kế Anh lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái dự án làm ở trên Gram.io. Đây là một cái trang để chuyên làm về iROC, kiếm coin free các bạn nhé. Thì các bạn kiếm coin free, sau đấy thì các bạn nó trả về ví cho các bạn. Thì sau đấy các bạn có thể chuyển lên sàn, có thể bán. Hoặc là các bạn có thể bán cho bạn bè của mình, hoặc là bán chợ đen ở trên Facebook các bạn nhé. Thì đây là con Blockstep Community Giveaway. Con Blockstep này sẽ trả cho các bạn khoảng 15 đô la các bạn nhé. Thì nó đã được list ở trên sàn này, đang có giá là 0,47 đô la này. Đang có list ở trên sàn Coinpierica. Đấy. Đây, nó cũng có giá là khá là cao. Thì cái chương trình làm trên cái này thì nó hơi khó một ít các bạn nhé. Rất là tiếc là tại vì là mình lúc nãy thì mình vội quá, mình vào mình làm luôn ấy. Cho nên là sau đấy mình nhớ ra là khoảng 33 đây nữa mới kết thúc cơ. Thế là nhìn đây cứ tưởng là 33 hao. Đấy. Thế là 33 giờ ấy. Tưởng 33 đây nữa mới kết thúc cơ mà. Mình làm kẹt đi phải không? Để lúc đấy mới làm. Hóa ra là mình làm trước rồi, cho nên là bây giờ giới thiệu cho các bạn là không có, chỉ có nói qua thôi chứ không thực hiện được các bước như theo yêu cầu nữa. Đấy thì nó cũng chỉ đơn giản là làm trong Gram này thì nó quá là đơn giản rồi. Nó chỉ cần yêu cầu các bạn theo dõi stream chờ này. Chuyên lại một cái chuyên này. Đấy. Sau đó các bạn dán tên mà thôi. Facebook cũng thế. Các bạn dán tên vào comment ở trên Facebook. Post lên Facebook này. Subreddit ở Reddit. Tức là các bạn đăng ký cái kênh của nó thôi. Đấy. Mấy cái này đều là đăng ký kênh của nó nhé các bạn nhé. LinkedIn này. Có một cái khó nhất. Các bạn Google visit website này thì các bạn chỉ cần thăm cái web của nó thôi. Có hai cái khó nhất mà các bạn yêu cầu các bạn phải làm. Đó là con Blockstep Quiz này. Đây là nó trả lời một cái câu hỏi. Đấy, trả lời một cái câu hỏi, một cái nó sẽ ra một cái form cho các bạn. Các bạn sẽ trả lời câu hỏi. Thì mình có đã để cái câu hỏi ở dưới này cho các bạn này. Nó sẽ có 5 câu hỏi thì các bạn dựa vào đây này. Câu trả lời ở đây để các bạn trả lời nhé. Xong thì các bạn dán email vào đây nhé. Email mà các bạn đăng ký ở trên Glam này này. Thì Glam.io này thì mình đã đăng ký rồi. Bạn nào chưa đăng ký thì các bạn phải đăng ký nhé. Đây này, mình đã có email của mình đây rồi này. Chuyên trời của mình đây rồi này. YouTube đây rồi này. Facebook này. GitHub này. Nói chung là mình gắn hết lên đây rồi. Đấy, bạn nào mà chưa có thì các bạn ấn edit nhé. Để các bạn gắn cái tài khoản mạng xã hội của mình vào. Quick step này nhé. Các bạn trả lời 5 câu hỏi sau ấn gửi nhé. Gửi sau các bạn xem số điểm, xem cái câu trả lời của mình đã chính xác hay chưa. Tiếp theo là các bạn sẽ dán email vào đây và submit là ok nhé. Đấy, rồi Telegram này, sign up này. Thì các bạn sign up này thì các bạn gắn trùng với cái email của đây nhé. Các bạn chỉ cần tích vào là nó tích về cho các bạn thôi. Any question này thì nó hỏi một cái câu đơn giản thôi. Ví dụ nó hỏi là các bạn, nó hỏi một câu mình còn nhớ nhé. Tức là nó hỏi là sau BTC và ETH, các bạn thích cái đồng nào ấy. Thì mình cứ ghi vào là ETH hoặc là BTC các bạn nhé. Còn câu bên dưới này thì các bạn ấn yes thôi. Đây là cái link để các bạn giới thiệu bạn bè của mình tham gia. Đấy. Tiếp theo là các bạn sẽ ấn vào xem video này, like video này. Bonus là các bạn đăng ký cái kênh của nó. Ở dưới là các bạn đăng ký cái ví. Ví này hình như là mình còn vẫn còn lưu lại ở đây. Mình sẽ ấy cho các bạn. Show cho các bạn xem. Rất là nhiều dự án mình lưu đây, Blockstep Wallet này. Và đây các bạn ấn đăng ký nhé, email và mật khẩu thôi. Sau đấy các bạn sẽ login vào trong. Mạng yếu quá các bạn. Giờ ơi nhanh lên, lâu quá. Đấy. Thì các bạn ấn vào đây cái password của mình này. Login này. Đấy thì các bạn vào đây nhá. Vào đây thì các bạn thấy ở đây dark brown của mình này. Các bạn có wallet nhá. Đấy thì các bạn ấn vào wallet này. Đấy thì các bạn muốn add một cái ví nữa thì các bạn ấn vào đây. Add address này. Đấy, còn nếu mà mình đã add rồi thì mình chỉ cần lấy cái ví này thôi. Các bạn copy lại cái ví này nhé. Đây, copy lại cái ví này.
quay lại cái chỗ này. Đâu nhỉ? Đây, dán cái ví vào đây và ấn submit nhé. Là ok, là hết nhiệm vụ của mình. Đấy, sau đấy thì nó sẽ trả về đây nhé các bạn nhé. Đây, nó sẽ trả về đây cho các bạn. Cái đồng này là bằng BST. Đây là một cái dự án đã lên sàn, là mình đánh giá nó rất là hot đấy. Thì bạn nào mà chưa làm thì các bạn nhớ làm nhé. Link thì mình để bên dưới video phần mô tả và phần giọng. Bạn nào theo dõi video của mình quên hoặc là chưa đăng ký thì bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Thì hôm nay thì có một cái thứ sót là mình đã làm trước cho nên giới thiệu lại cho các bạn, thì một số bước các bạn sẽ không biết. Thì bạn nào không biết những cái số bước đấy thì các bạn có thể bình luận ở bên dưới video, mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này, hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Chúc các bạn kiếm được thật nhiều đô la.